mày thích làm sao mày nấu luôn, mày luôn để chờ để tao, giờ tao xăng luôn đấy tao, bây giờ tao nấu nè. Nhưng mà sư phải đàng hoàng chứ. Đàng hoàng, làm gì sư xin chi dữ vậy? Sư kém sư Minh Tuệ làm cái gì? Sư kém sư Minh Tuệ làm cái gì? Sư kém sư Minh Tuệ mà hả sư nói chuyện như vậy đó. Nè sư kiếm sư tương tệ mà sư làm điều gì? Sư xài điện thoại cho sư tệ cho sư tóc luôn. Tóc tóc luôn mới ghê chứ. À. Đó, cả nhà thấy không? Đó, nãy giờ đi kiếm chuyện với sư tương tệ xong. Bây giờ là thằng Khi mình là đệ tử của ông Vũ Chánh, nếu mà chú Lê Mận chú biết. Mà bây giờ mà ổng biết mình như vậy là ổng lâu đầu mình về cái tăng tịch của mình đoan chưa lái nữa. Mà mình đúng cái trước sau về không quay nước khác quay hả? Thâm chú cũng đây sư cũng có nói nhiều người rồi, họ cũng cũng dừng cho nên giờ chờ mình lỗi tánh được mà lỗi tánh là... bây giờ mình chờ mình lấy cái tăng tịch đó rồi ân thoải mái, mấy chú thông cảm đi nha. Thì cho nên không phải là mình có cái gì đó bình thường chứ mình đâu phải là chi nã cái gì đâu mình phải sợ. Đúng rồi, hôm nay là sư đi ra đây là gặp sư Minh Tuệ hay sao? Nếu mà ví dụ như thẩm vấn đừng quay mặt thì sư nói cho nghe, nhưng mà rồi. Bây giờ thông cảm đi nha. Dạ. Được chưa? Bây giờ không quay mặt đi. Khác đi mà chi mà cứ không lẽ gì là chị sư mới một nói. Cái clip đối với sư không là cái gì, nhưng mà chú cứ nếu mà một người tu hành mà đối với chú như vậy á, tại vì sư nói thì chú phải tôn trọng chỉ chút xíu đúng không, mà tăng thi là chú mình sư đã nói hết lời rồi, sư không có muốn lên màn lên truyền hình à. Thì bây giờ mấy chú cố gắng giúp cho sư vậy thôi. Không thì sư mới nói là hả sư không lên mặt chữ bay vậy đó đi, không vấn thì không vấn sư, chứ mới nói rồi. Sư nói thì là con mới chú sư nó đứng hàng dài nó cũng leo chúng sư rồi à. Chắc có lẽ là không có kịp à, mời sáng này là mình có đi chung đoàn không thầy, nhưng mà do là mình đi chậm hay là các thầy kia đi nhanh quá hay là nắng quá rồi à, do mình đi chậm mà thầy là vô bao lâu rồi ha? 7 ngày rồi à, vậy là 7 ngày là bạn con rồi, con cũng vô 7 ngày. Con vô 7 ngày là hôm 23. 23 thầy cũng vô 23 luôn. Nhưng mà thầy là quê ở đâu? Quê ở Quy Nhơn. Quy Nhơn Bình Định. À vậy là thầy đón xe ra hay là đón xe ra đi xe đò. Mà lúc đó là thầy xuống tóc chưa? Xuống rồi. Xuống rồi, xuống ở nhà. À là tức là gia đình mình xuống tóc cho mình hay là mình ra là tiệm tóc? Đến Nha Trang mà mình thấy không hợp nên quay ngược lại. Tức là lúc đó là đi thầy đi ra Nha Trang, nhưng mà thầy đi đó là đi theo thầy nào? Đi vô chùa ở Nha Trang. À đi tức là đi vô một cái ngôi chùa ở Nha Trang nhưng mà thầy thấy không có hợp cho nên là thầy không có xuống tóc hả? Mới về. Mà con nghĩ là chắc là nào giờ là thầy chắc cũng muốn đi tu hay sao? À chắc là mình cũng có cái căn duyên để đi tu ha. Nhưng mà không biết là sao lần này là mình quyết định là mình đi theo thầy Minh Tệ. Cái phép phù hợp với mình á, thấy phù hợp với mình đi theo. Dạ. Mà con không biết là thầy mình có gia đình rồi. Có gia đình chưa ha? Chưa. Đâu có gia đình. À chưa có gia đình luôn. Là không biết là cha mẹ mình còn không ha? Mất hết rồi. Bây giờ chỉ còn một mình thầy thôi. Với lại 6 anh chị em. 6 anh chị em. Thầy là Út hay sao? Út hết luôn. Dạ. Không biết là thầy là sinh năm bao nhiêu ha? 79. Sinh năm 79. 46. Rồi 46 tuổi vậy là lớn hơn thầy Minh Tuệ luôn. Mới mấy tuổi á. À lớn hơn ha, hình như là 3 tuổi, thầy Minh Tệ là 43. Nhưng mà con thấy thầy trẻ ha. Dạ. À, vậy là kỳ này là mình đi theo thầy Minh Tệ để mà mình tu theo 13 hạnh đầu đà. Nhưng mà mình đi là chưa quen đúng không? Chưa quen. Con thấy thầy cũng còn mang dép ha. Bữa đi thả dép ra mà phỏng chân quá mang dép vô lại. À vì là giờ vẫn gọi là đang tu luyện đi. Đang tập. Nhưng mà sáng là mình đi mình bỏ dép hay sao hay mình vẫn mang dép. Đợi vết thương nó khô lành nên mình bỏ dép ra mình đi. Đi nó phòng mình mang dép lại. Vậy là do thầy đang bị hương cho nên mình mang dép bị phòng hả? Đang bị phòng. À. Không biết là mình có thuốc gì chưa ha?
tức là làm Phật tử người ta mua, người ta cho mình mua cho nhiều. Cái đó là hút bôi hay là hút có uống? Hút sát trùng. À, hút sát trùng. À, dưới là kim chỉ đúng không? À, kim chỉ. Nhưng mà kỳ này thầy đi à, thầy có buông bỏ chứ có đem điện thoại hay là tiền bạc gì theo không? Buông bỏ. À, vậy là buông bỏ hết luôn. Vậy là cũng quyết định là phải giống như là 13 hạnh đầu đà ha, tại vì 13 hạnh đầu đà là phải không có giữ tiền bạc tài sản là mới đúng. Mới nộp đem theo với là cái đi giữa đường cái cao này cho kia. Nhưng mà thầy đi đi xe đò là từ Quy Nhơn vô đây là mình hết bao nhiêu tiền? Cái kiếp này của ngài Thích Minh Tuệ là ngài cầm là bằng cái nồi cơm điện, thì đó là cái duyên của ngài. Đó thì nồi cơm điện của ngài cũng là biến thành cái bát vàng thôi. Ví dụ tại vì Phật biến giáo này bây giờ không bây giờ câu hỏi này, bây giờ hội Phật giáo con có sợ không? Hội Phật giáo thì tất nhiên là con sợ rồi chứ ạ. Thế con thì... sợ Phật. À nhưng người ta nói cái nồi này, cái này ảnh hưởng đến cái hội Phật giáo là mà... từ khi mà đem một cái bát đi lăng nhang thì được, con nghĩ sao? Cái đấy thì con nói rồi, ai biết thì họ sẽ nói, nhưng mà ai không biết thì họ nói gì là cái đó là con không quan tâm. Tại vì cái đó là tùy duyên thôi. Cái đó là tùy duyên thôi. Hội Phật giáo nhưng cô thấy rất nhiều cái trường hợp mình không thể nói được cái cõi vô hình. Mà cõi vô hình con nhìn sao thì con biết vậy thì con nói vậy thôi. Con là con phát nguyện là mọi người nghe thì người nọ bảo người kia hỏi thì thành ra vẫn chưa hiểu cái mục đích của con ngày hôm nay là để đi. Mấy năm vừa rồi là con cùng với thân mẫu con là đối diện trường Bồ Đề mà thì là cúng rồi cất quần áo mình vàng lo cho các bác. Dạ, vậy đó. Vậy là cũng có nhờ những sư thầy để mà bắt vong ra. Không phải là bắt vong ra mà là lúc ý là thôi chào chị nhé, vong này đi đây. Thôi thì hôm nay nói với anh là em hôm nay á là phát nguyện là đi bộ hành cùng với ngài, để bước chân ngài á là đi về đến Quảng Trị thì là đặt chân đến trường Bồ Đề, để hào quang của ngài là sẽ chói sáng ở trường Bồ Đề và cửa ngục sẽ được khai mở và các vong linh chiến sĩ liệt sĩ được siêu thoát. Tại vì vong linh chiến sĩ liệt sĩ đó là sinh mất năm là chiến tranh vào cái lúc mà 1972 81 ngày đêm thị xã Quảng Trị đẫm máu đó, thế thành ra là hôm nay lời nguyện của em như vậy. Tại vì cái năm đó em về là cũng thấy hào quang của Phật là phóng. Thì hôm qua em đi theo bước chân ngài Thích Minh Tuệ thì em cũng lại có duyên là nhìn được hào quang của Phật phóng trực tiếp luôn. Đó, thì nó là như vậy. Rồi khi đó em cũng được ngài cho thấy là Đức Di Lặc ngài hiện thân để thọ ký cho những ai mà tu được và niệm Phật. Thì hôm qua em đảnh lễ ngài Thích Minh Tuệ thì lại cũng gặp ngay tượng của ngài. Thì là em đang đảnh lễ đó. Còn thì hôm nay thì cũng lại được là áo của ngài, thì khi mà ngủ là ngài cũng lại ban cho mình là áo cà sa, thì hôm nay lại cũng nhiệm màu là được là mấy thứ là đều là linh ứng mà hữu duyên thì ai đâu mà có phải ai đâu cũng được ạ. Phải là người có duyên, cái này nó phải là người có duyên hữu duyên, cái gì cũng phải hữu duyên đấy. Áo này là ở đâu chị? Cái này là thầy làm dớp, thì vừa nãy con nhặt xong có một người nữa cũng nhặt của thầy thì lại đưa lại cho con. Thì con đã nói là khi con ngủ á là con thấy là ngài ban cho áo cà sa, thì đây là ngài làm dớp, thì con nhặt được thì xíu con sẽ lại dâng lên lại ngài Thích Minh Tuệ. Ngài làm rớt vậy là thầy Minh Tuệ làm rớt hay là các thầy đi chung? Hôm nay là con thấy là đúng là linh ứng trên tay con cầm áo cà sa, mọi người hiểu không ạ? Không, cái này em hỏi là thầy Minh Tuệ làm rớt hay là mấy thầy khác? Có nghĩa là các thầy thì con không biết là thầy nào làm rớt, thầy nào cũng được, thì đây là ngài đã đi khất sĩ như thế này rồi là cái mảnh vải như thế này là những là coi như là những chiếc áo cà sa. Chị là chị nhặt được mà chị nói là không biết ai gớt là như thế nào. Vừa nãy là con nhặt được thì gớt dọc đường thì con nhặt thì những vậy cái là, này thì là chị vậy là người ta à? Người ta đặt thôi chị. Có nghĩa là mọi người đặt giải cho các thầy nhặt. Nhiều khi là các thầy có rồi các thầy sẽ không nhặt nữa. Không, vừa nãy đang đi là bị gớt luôn. Thấy gớt dọc đường luôn. Dạ, gớt dọc đường luôn. Chị thấy gớt thì chắc chắn là chị phải biết là ai làm gớt chứ, ví dụ là dạ, thầy Minh Tuệ hoặc là các thầy khác. Đúng rồi, vậy là các thầy đi khác. Một đoàn dài như thế này con đi sau đúng không? Thì lượm được ở dưới đúng thì rồi. Một đoàn tăng đoàn dài thế này mà nếu, anh vậy, cứ bắt bẻ. Vậy là các thầy khác chứ anh chị không được nói là thầy Minh Tuệ. Đúng không? Chị em đâu có nói là thầy Minh Tuệ đâu mà. Rồi các thầy nha. Chị còn sân si quá. Em đâu có nói là thầy Minh Tuệ đâu. Đúng rồi. Đó thì chị phải nói rõ ra như vậy để mọi người biết. Anh để em định chính lại là năm xưa em ngủ là em thấy các ngài là ban cho em chiếc áo cà sa. Anh hiểu không? Thì hôm nay nhân duyên em lại
có trên tay được những cái mảnh vải mà áo cà sa của ngài như thế này. Là em nói như thế, chứ em đâu có nói là thầy Minh Tuệ là của thầy Minh Tuệ. Đúng anh rồi, thì chị phải nói, rõ ra để cho mọi người hiểu, dạ. Đúng không? Thì anh cứ coi lại cái live trực tiếp. Chị cứ nói ngài không là mọi người sẽ hiểu là ngài Minh Tuệ. Phải nói rõ ra. Đó. Thì bây giờ là nhân viên là lượm được thì xíu em lại dâng lại lên cho ngài. Có nghĩa là người ta lượm được người ta cũng đưa cho em. Thì ý của em là khi em ngủ em đã thấy ngài ban cho như thế rồi. Thì hôm nay là trên con đường hành trình theo bước chân của ngài thì lại thấy được sự màu nhiệm là trên tay được mấy cái mảnh vải như thế này. Đó là một cái sự màu nhiệm. Hiểu không ạ? Màu nhiệm của cõi vô hình mà các anh không thể nào mà lý giải được. Nếu mà có tu thì sẽ thấy và sẽ lý giải được ạ. Dạ thì nếu như mà chị đã thấy thầy ban thì sao thầy chị không nhận luôn mà phải dâng lại cho thầy ạ? Sao lại nói mà nói chung là thôi em xin chấm dứt cuộc nói chuyện với các anh ở đây. À, chị bởi hỏi vì có nói thì các anh cũng sẽ không hiểu được đâu. Dạ. Ý là chị sẽ hỏi chứ, ý là chị đang cầm trên tay là đấy là cái hũ gì đấy ạ? Dạ thôi A Di Đà Phật, cho phép em không trả lời nữa. A Di Đà Phật. Trả lời đó. Đúng rồi. Dạ A Di Đà Phật đúng rồi.